lên thêm. Xuống đây em cứ đây đây. Thì em cứ đây đây. Mình có hay quay phim của đài Phúc Hậu
đúng rồi, ngay Mỹ Thê Minh Khai á. Ở đó anh quen nhiều lắm á. À thế hả? Em bên nó chui qua làm dưới nước phải lặn qua, ôi trời ơi, cục đá này nó mới rinh bỏ vô đây là sóng biển vừa rồi nó rinh kia chứ, bắt đầu nó nhấc ổn lên, nước nó tràn qua đây mà. Cái vấn đề này về nhà dẫn với con là sáng sớm còn kèo vợ được chớ còn đi nữa thiệt cho ai mà nói cho mà... em nói anh này lần sau mà anh có dẫn người yêu đi dẫn vợ đi em mới xả cho lấy cục đá lên đắp cho đi có dữ liệu vợ không đi ra tấm tiền đi. Máy này của em hả? Của em. Em gửi Zalo cho anh cũng được cái này. Nhìn anh nhỏ xíu xíu. Biên nha, vui gớm. Làm trong đông lạnh năm 2001-2002. Trong đông lạnh 700 công nhân. Thì mẹ cũng đối bụng nữa. Cũng là thứ 7, cuối cùng là mai thứ 1. Không về nhà. Ai cha, nổi máu lên đó. Sao? Có ha. Rồi có một bác hồi nãy là có thông tin là bây giờ nhà mình cho em xin cái ý kiến này tại có cái trên đây là phi mã bảo vệ.
là em có mấy bạn muốn nhờ là kia không? Đây là tí nữa hỏi ông ạ. Thì ông đó cầm đang thành cái kia đó, ông lại xin ra về thằng đang mở nón này. Ông đang có giấy đấy, anh nhờ xuống hết, ông đang chụp đây. Chết rồi. Máu. Máu nghề nghiệp. Người có tâm hồn nghệ sĩ. Đúng rồi. Đấy. Nếu ông tính như vậy không. Hà ra để uống, ai uống cũng được. À. Không phỏng vấn. Đấy, không nhất thiết. Dạ. Cắp xe đào hoàng chứ. Dạ. Được, rất. Nước hôm bữa anh Hưởng bảo là nó tràn qua cái khối đá này luôn. À không. Như có người bắn. Anh là... Hãy vô hả? Cảm cho mình. Biết đâu không? Không lại là tảng đá đâu đẹp. Đến chưa mà biết mà khen. Đến chưa mà nắng à? Nó đang được mà. Yeah.